Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm Ly Tha, số 91, chuyện chơi xúc sắc ngộ độc. Tiền thân Ly Tha, thuốc độc được xoa bôi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói lúc bấy giờ phần lớn các tỷ kheo nhận được dần dần có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật dụng không suy nghĩ, họ không thoát khỏi đọa xứ địa ngục súc sanh. Bậc đạo sư biết được việc này, liền dùng nhiều phương tiện thuyết pháp cho các tỷ kheo, nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bốn đồ vật mà không suy nghĩ. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo không được sử dụng bốn đồ vật cần thiết mà không suy nghĩ. Do vậy, từ nay trở đi, hãy suy nghĩ xong rồi mới thọ dụng chúng. Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ. Ở đây, các tỷ kheo có suy tư. Khi sử dụng y, cốt để ngăn ngừa lạnh. Sau khi đặt ra điều lệ tương tự cho các vật dụng khác, bậc đạo sư kết luận. Này các tỷ kheo, cần suy nghĩ như vậy mới nhận bốn vật dụng. Không suy nghĩ lúc nhận các vật dụng cũng giống như thọ dụng nọc độc con rắn. Các người xưa vì không suy nghĩ, không biết sự nguy hiểm, đã thọ dụng thuốc độc, khi quá chín mùi phải chịu thống khổ. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình có gia sản lớn. Khi đến tuổi trưởng thành, trở thành một người chơi con xúc sắc. Một người chơi con xúc sắc khác có tánh tình lừa đảo chơi với Bồ Tát. Khi nó hơn, nó tiếp tục chơi, không xóa bỏ bàn chơi. Nhưng khi người khác hơn, nó liền đưa con xúc sắc vào miệng, xem như là mất, rồi xóa bàn chơi và bỏ đi. Biết được việc làm của nó, Bồ Tát nói, thôi được, ta sẽ có cách. Bồ Tát đem những con xúc sắc về nhà, xoa thuốc độc phơi khô, đi đến gần nó và rủ nó chơi. Kẻ kia bằng lòng và sửa soạn bàn chơi. Khi đang chơi với Bồ Tát, thấy mình bị thua, nó liền bỏ một con xúc sắc vào trong miệng. Bồ Tát thấy nó làm như vậy liền nói, sao ngươi sẽ biết cái này là gì? Rồi Bồ Tát đọc câu kệ này để trách móc nó. Thuốc độc được xoa bôi, đốt cháy thật mãnh liệt. Ngươi nuốt con xúc sắc, nào đâu có biết vậy. Nuốt hãy nuốt nữa đi. Kẻ chơi ác độc kia, cuối cùng ngươi sẽ bị đau đớn cực thống khổ. Khi Bồ Tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đầu thấm vào kẻ chơi xúc sắc lừa đảo. Mắt nó xoay tròn, thân cúi quặp và té xuống đất. Bồ Tát nói, thôi, ta sẽ cứu ngươi sống lại. Bồ Tát cho nó uống loại thuốc nôn trộn lẫn với các thứ thuốc khác, làm cho nó nôn ra, rồi cho nó ăn bơ chín, mật, đường, vân vân. Khi nó bình phục, Bồ Tát khuyên nó lần sau chớ làm như vậy nữa. Bồ Tát tiếp tục trọn đời làm công đức bố thí, vân vân, và theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, thọ dụng các đồ vật không suy nghĩ, cũng như thọ dụng thuốc độc không suy nghĩ. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người hiền trí chơi xúc sắc là ta vậy.